dai, troppo. Un meno asco. Esatto, io non ce l'ho fatta. Com'è? Eh? Dolcissimo. Cosa hai mangiato te? Riprendere, come gusto? Limone? Limone più dolce. Meno uomini niente, che sono brutti e cattivi. Vabbè. Uomini brutti e cattivi. Auguri. Sì, alle 7. Tạm biệt Hà Nội. Chúng tôi đến Bắc Hà với quãng đường hơn 320 km. Sì. Ciao. Auguri. 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 Một buổi tối ăn tối ở homestay và một buổi tối ăn tối ở trung tâm thị trấn Bắc Hà, một nhà hàng rất nổi tiếng, đây là nhà hàng Ngân Nga. Chúng tôi đã dùng bữa tối với cá hồi lẩu thập cẩm cho quý khách Italia, những người bạn Italia. Come il frutto di oggi. Fatemi ridere, che mi va di traverso. Oggi è video, lui è bellissimo. Il frutto di oggi. Com'è? Buono. Sa di capo. Come si chiama quella acqua? Acqua felice, acqua contenta. Sì. Happy acqua. Od vi. Od vi. Happy water. Happy water. Happy water, com'è? Acqua vite. Buona, buona, buona. Grande! Devi riprendere lei! È bella forte! Thưởng thức, sau đó nhà hàng đã mời khách ly rượu ngô bản phố cực kỳ nổi tiếng ở Bắc Hà. Khách ăn tối xong đi bộ quanh khu phố Bắc Hà vào ban đêm rồi về khách sạn ngủ. Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy sớm để ăn sáng rồi đi chợ. Dọc đường đi thì gặp mây mù. Chúng tôi đang đi từ Bắc Hà xuống chợ Cốc Ly khoảng tầm 20 km. Chợ Cốc Ly được họp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Tuy không phải là một chợ lớn nhưng Cốc Ly rất quan trọng đối với đồng bào dân tộc ở phía Tây Bắc Đen và người Nùng. Hàng hóa bày bán chợ là các sản vật địa phương, đồ dùng được mang từ miền xuôi lên hoặc từ nhập từ Trung Quốc về. Nằm cạnh cầu treo bắc qua sông Chảy, Cốc Ly là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Du khách tới Cốc Ly sau khi thăm chợ có thể đi thuyền dọc sông, ghé thăm các bản của người dân tộc hai bên bờ sông. Nếu từ thành phố Lào Cai theo quốc lộ 4D du khách đến xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, tiếp tục xuôi theo tỉnh lộ 153, du khách sẽ đến cầu Bảo Nhai, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Từ đây xuôi theo dòng sông Chảy khoảng 10 km bằng thuyền, du khách sẽ đến chợ Cốc Ly. Chợ Cốc Ly là chợ của đồng bào dân tộc sống ở phía Bắc, huyện Bắc Hà. Chợ họp ngay bên cạnh cầu treo bắc qua sông Chảy. Mỗi tuần, chợ chỉ là chợ Cốc Ly giống như nước chảy thuyền, xin đồng giống như nước chảy thuyền. Bán tao quá à? Bơ tao quá à? Bắc Hà xanh mướt một màu thấp thoáng qua từng làn sương mỏng, điểm tô cho khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Đó, từng tốp người mông dao tày nùng súng xính trong những bộ đồ trang phục đặc trưng với văn hóa tinh tế từ khắp các bản làng
trong vùng nô nức kéo nhau về chợ. Người đi bộ, người đi ngựa mang theo các sản phẩm dệt may, nông sản và gia súc. Chợ được chia thành từng khu riêng biệt. Những mặt hàng đậm hương vị của núi rừng như các loại rau, củ quả, thảo dược, nấm hương, mộc nhĩ, mật ong, rượu ngô, rượu gạo, đồ dùng gia đình, trang sức cùng các mặt hàng thổ cẩm với màu sắc sặc sỡ, họa tiết sinh động, phản ánh văn hóa của người vùng cao tập trung thành một khu để được bày lên những tấm ni lông trải dệt trên mặt đất hoặc trên các sạp ly rượu tự cắt, gói xôi, nếp hay củ sẵn tự trồng mà san sẻ, mang đến tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng đàn môi réo rắt, thể hiện nỗi nhớ và tình yêu thầm kín. Rồi qua thời gian, chợ không chỉ là nơi tâm tình của các chàng trai cô gái nữa, mà dần trở thành nơi trao đổi hàng hóa của cả cộng đồng. Chợ Cốc Ly là nơi duy nhất có thể dùng hàng để đổi hàng. Đồng bào đến đây họp tìm bạn, đổi lấy giống lúa nương, con trâu cái, con ngựa thồ để phục vụ đời sống gia đình. Cái có và cái không của đồng bào ở vùng cao Bắc Hà. Ô, hai con này đẹp thế. Giá tiền một con anh? 300 ạ. Queen thì $9 đấy. Lạnh quá. Đẹp nhỉ. Ô, lợn con, bán theo cân hay theo con anh? Theo con ạ. Được bù đắp cho nhau ở đây, cả một tuần lên nương, cả một tuần chờ đợi đến phiên chợ, lòng ai nấy cũng bâng khuâng dạo dực. Đến ngày chợ phiên, chợ mở, nếu nhà xa, đồng bào sẽ chuẩn bị những gì cần mua, cần bán và xuống núi từ khi mặt trời còn tối. Họ đã đi bộ hàng chục km khi ông mặt trời chưa thức dậy. Cốc Ly có đủ thứ, từ sản vật địa phương cho đến đồ dùng được mang từ dưới xuôi lên hay từ Trung Quốc về. Ở đây có từng khu riêng biệt, nơi bán trâu bò, nơi bán lợn, chó, mèo, bán gà, bán dê, bán ngựa, và khu bán cây non ươm trồng như quế, bưởi, cam, quýt, rất nhiều giống cây mới, cây trồng. Ông cháu đi chợ. Họ đi chợ chơi để tìm bạn chứ không bận tâm tính toán bán mua nhiều. Số tiền thu được từ phiên chợ, các chàng trai cũng dùng ngay vào buổi làm quen với những chảo thằng cố hay ly rượu ngô say nồng. Khi mặt trời đã ngả xuống núi, các chàng trai chánh choáng men rượu, má các cô gái ửng hồng, rồi họ cùng nhau tâm sự, chia sẻ tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống. Mỗi một tuần họ chỉ mong đến ngày như thể là những người công giáo mong đến nhà thờ, những người Phật tử mong đến nhà chùa vào mùng 1 và ngày rằm. Con này á, nó từ cái chân mà thằng này nó mê đến tích tơi. Không có mua cho 7 lạng 2 con 2 rồi. Đây.
Bán theo cân hay theo con anh? Theo con. À. 1,8 là triệu 280 nghìn rồi đúng không? Đấy, 6,8 mà 6,8 là 6,8 là 500 là 3. Ờ đúng rồi, cho 20 nghìn. Đâu là một con đấy. Cho 3 tư ấy. Gì cũng được. Đây là lợn bản này anh. Lợn xuôi. Lợn xuôi à? Lợn xuôi mang lên bản bán à? À vâng, tặng lắm không thùng. Thôi con đây nó không bán để đấy à? Dạ. Nó có bắt rồi. Con mà nhớ chú ở kia. Chú ba. Cắt hơn 1 cân rồi. Cân trăm nghìn đây là mấy cân đây? 3 cân. Mười cân. Bán chim à? Hay mua chim? Bán. Bán à? Chim gì đấy? Mi à? À.
Jimmy đi bán nhá. E non abbiamo della quelli costeranno ancora meno. Anh phải đi một vòng đông đông bắc nữa. Ừ. Dimmi. Questo qua ha detto 1.400. Milione? 1.400. Conto rattare. Milione, va bene. Guarda. Hello.
mentre quello là è lavorato a mano. Vieni, vieni con me. Vieni con me. Mentre questo è sì, un giro rendolo. Lui hai messo gli altri. Mình dán ngon quá. Mình dán phát tục. Đấy. Gạo nếp này. Xem ngày. Thế xong nó sưng lên to nhỉ? Đúng rồi, nó sưng lên to. Ngày xong. Mông thịt khổ. À, Enni di Mông Fato. Fatama. Ok. Mấy bà kia vừa giả giá chưa? Chuẩn bị làm. Si, si, si. Benvenuti, Cocli Mercato. Comri. Làm mưa không? No, voi anche contrattare così bene. Tiêu hồi này. Non comere contello? Contello per insegnare marito come si viva in vietnamita. Thank you.
nhạc mồm nó đỏ muối đó. Non lo so, chi lo conosce? Secondo me te lo tira dietro. Một vài sạp bán thổ cẩm để chụp ảnh. Theo tiếng địa phương, cốc ly có nghĩa là gốc mận. Cốc ly có nghĩa là gốc mận. Và nét đẹp của phiên chợ này không chỉ đơn thuần là mọi người đến đây để mua bán, trao đổi hàng hóa, dùng hàng hóa để đổi lấy hàng, dùng hàng hóa để đổi lấy hàng hóa, mà còn để du ngoạn, gặp gỡ lẫn nhau và cùng cất lên những câu hát giao duyên, cùng gặp mặt để uống chén với nhau, uống chén rượu ngô với nhau. Còn một đường nữa, nếu quý khách ở Bắc Hà thì quý khách có thể đi xuôi, khó đi, đường nhỏ, đường vẫn chưa được làm xong hết, nhiều gà. Những ngày thay đổi khí hậu sẽ có rất nhiều sương mù. Trồng rừng. Đến với chợ phiên Cốc Ly, quý khách như lạc vào ngày hội giao duyên rực rỡ sắc màu văn hóa, nơi gặp gỡ của tình yêu đôi lứa, người có tuổi đến chợ để trao đổi hàng hóa, buôn bán, gặp gỡ tâm tình về công việc, đời sống gia đình. Họ cùng nhau uống chén rượu, ngô và nhâm nhi miếng thắng cố dê hoặc thắng cố ngựa, thắng cố trâu, thắng cố bò cũng có, ăn bát phở, ăn bát ngô. Người mua kẻ bán đứng ngồi rải rác dọc theo đường, thỏa thuận mua mua bán với nhau. Bên cạnh đó, khu dành cho những món ăn của người dân tộc khá sôi động, hòa trong khói nghi ngút bốc lên từ những hàng ăn là vô số các âm thanh khác nhau, tiếng nói chuyện ầm ĩ, tiếng bát đũa va vào nhau. Trong một không khí náo nhiệt đó, du khách sẽ phải dừng chân, ngồi xuống và cùng người dân tộc thưởng thức các món ẩm thực của họ. Rất thú vị. Thực sự bị lôi cuốn và hấp dẫn hơn cả có lẽ là du khách có thể chụp những bức ảnh cùng người thân hay bạn bè của mình làm kỷ niệm, hoặc ghé qua giờ đồng hồ vì gặp thời tiết mây mù vô cùng nguy hiểm. Bắc Hà có diện tích 681 km², dân số là 67.000 người, gồm 18 dân tộc, trong đó có các dân tộc Hơ Mông chiếm khoảng trên 47% dân số trong toàn huyện. Các dân tộc khác còn lại là Kinh, Giao, Tuyển, Mán Đen, Tày, Nùng, Phù Lá, Hoa, vân vân. Huyện Bắc Hà nằm ở độ cao khoảng 1.000 đến 1.500 mét so với mực nước biển, có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình là 25 độ C. Địa hình Bắc Hà có nhiều núi đá vôi, độ dốc trung bình từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình là 75%. Tên gọi Bắc Hà. Cái tên Bắc Hà xuất hiện phát từ cụm từ tiếng Tày, Bạc Hà, nghĩa là chăm bó danh. Bạc Hà nghĩa là chăm bó danh. Thời Pháp thuộc, người Pháp ghi lại âm Bạc Hà bằng chữ cái Latin thành Bắc Hà. Người Việt đọc trạch thành Bắc Hà rồi trở thành cái tên gọi chính thức của vùng đất này. Ngoài ra, Bắc Hà còn được ví với cái tên Cao Nguyên Trắng, bởi vì trong những năm 1985 đến 1986 trở về trước, tại các khu vực miền núi Việt Nam như Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Nghệ An, người ta trồng khá nhiều loại cây gây nghiện như anh túc, cần sa, với diện tích ước lượng khoảng 19.000 ha. Lào Cai giai đoạn năm 91-92 diện tích gieo trồng là 801 ha. Tuy nhiên, thời bấy giờ anh túc và cần sa được trồng để lấy rau và làm thuốc giảm đau và chống ho.
7 người dân nơi đây. Và Bắc Hà cũng như các vùng khác cũng đã chứng kiến sự xuất hiện của những loại cây này như một loại thảo dược. Hơn nữa, do trong thời kỳ này nhà nước ta chưa có những chủ trương lập pháp và biện pháp nhất quán về kiểm soát ma túy, khi thì nghiêm cấm, khi thì khuyến khích dân trồng hoặc nới lỏng trong hội đồng tương trợ kinh tế, thì nước ta được phân công trồng cây thuốc phiện cung cấp làm nguyên liệu sản xuất tân dược. Do vậy, vụ mùa năm 1985-1986, diện tích gieo trồng cây thuốc phiện và cây cần sa lên tới 19.000 ha. Cây cần sa là 5 ha, cây thuốc phiện là 19.000 ha, diện tích thu hoạch tới 16.876 ha, cây thuốc phiện 16.871 ha. Sản lượng thuốc phiện thu hoạch là 53.883 kg, cần sa là 10.470 kg. Các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Nghệ An, Yên Bái, Lai Châu, Cao Bằng, 6 tỉnh trồng và thu hoạch vào loại cao nhất trong cả nước. Cho đến năm 1993, nhà nước đã tập trung hơn vào việc vận động nhân dân bỏ trồng cây thuốc phiện. Kết quả về diện tích và sản lượng trồng cây thuốc phiện giảm bớt, nhưng lúc này vấn đề đặt ra là làm thế nào để có một giải pháp ổn định giúp họ không tái trồng các loại cây này nữa. Do vậy, Lào Cai đã triển khai dự án trồng mận để thay thế loại cây trên. Hàng năm khi mỗi dịp xuân về, Bắc Hà lại chìm ngập trong màu trắng của hoa mận, và cái tên cao nguyên trắng bắt nguồn từ đó. Đền Bắc Hà được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19, thờ phụng hai anh em Vũ và Vũ Văn Mật, người gốc Gia Lộc, Hải Dương, lên động Ngọc Uyển xây dựng căn cứ quân sự, ổn định đời sống dân cư cả một vùng biên giới. Sách sử có ghi, đời vua Tự Đức năm thứ 7, 1855, sắc phong các chúa bầu anh em Vũ Văn Uyển, Vũ Văn Mật làm quốc công cùng cứ Bắc Hà, làm cho vùng đất này trở thành chủ phủ dân cư đông đúc. Sử nhà Nguyễn ghi chép, uy thế nhà Lê nổi là nhờ sức của anh em họ Vũ đã có công đánh giặc giữ yên bờ cõi, nhân dân an lạc. Nhà Nguyễn cũng sắc phong anh linh các chúa bầu làm tổng binh trấn thủ Tuyên Quang. Năm Gia Long thứ nhất, xét công bách thần cả nước, quốc công Vũ Văn Mật được liệt vào hàng công thần đời nhà Lê Trung Hưng để tưởng nhớ người anh hùng đã có công với vùng đất này. Nhân dân nơi đây cùng nhau xây dựng lên ngôi đền này để hàng năm tưởng nhớ về người anh hùng đã có công với nước. Một thời bình ổn vùng biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đền Bắc Hà nằm ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà. Đi đến đền Bắc Hà, quý vị rẽ phải thì sẽ vào ngay chợ Bắc Hà, đi thẳng thì sẽ đến trung tâm thị trấn Bắc Hà. Đền Bắc Hà còn là nơi để mọi người cầu mưa nắng luôn được thuận lợi, thuận hòa, mùa màng được tươi tốt. Đền Bắc Hà còn thờ vị tướng nhà Trần, Trần Hưng Đạo, hay còn gọi là Đức Thánh Trần. Phía hậu cung là cung cấm lập ngói vẩy rồng, phía trong đặt một khám thờ bằng gỗ là nơi đặt bài vị thờ Vũ Văn Mật và dòng họ Vũ. Trên bàn thờ còn đặt hai ống đựng sắc phong thời kỳ Bảo Đại, nhưng do trước đây lính Khố Đỏ đã lấy đi mất, chỉ còn lại ống đựng sắc phong được sơn son thép vàng từ ngọn núi sau đền Bắc Hà ở Lào Cai. Có thể nhìn thấy núi mẹ, núi con rất rõ. Ngày hội đền Bắc Hà được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 2 âm lịch ở đền Bắc Hà, Lào Cai, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, nhằm tưởng nhớ ngày mất gia quốc công Vũ Văn Mật, người đã có công dẹp loạn an dân, hùng cứ vùng Tây Bắc thế kỷ 16 và 17.
Phần lễ gồm dâng hương, khóa tế nam, khóa tế nữ và rước kiệu. Trong thời gian diễn ra lễ hội, ngoài các tiết mục văn nghệ chào mừng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc địa phương như múa xòe, có nhiều hoạt động thể thao đặc sắc như đẩy gậy, chọi gà, kéo co, cờ tướng, đua ngựa, vân vân. Chợ tình Cốc Ly, nếu ai đó muốn đi tìm cho mình một định nghĩa đầy đủ và toàn vẹn về một phiên chợ thuần chất quê vùng cao thì không ở đâu có thể tìm thấy ý nghĩa nhiều hơn thế tại chợ Cốc Ly Bắc Hà Lào Cai. Theo nhiều người già sống lâu năm ở đây kể lại, xưa chợ chỉ là địa điểm để trai gái gặp gỡ chứ không phải để mua bán. Vì những hoàn cảnh khác nhau mà nhiều đôi trai gái dù đã thề non hẹn biển nhưng không thể chung sống với nhau trọn đời. Họ hẹn nhau mỗi tuần một ngày nhất định gặp nhau ở chợ Cốc Ly để tâm tình. Mỗi tuần các chàng trai, cô gái dù ở con suối hay ngọn núi nào cũng lặn lội đến đây để nhìn thấy bóng dáng người mình đã trao thương gửi nhớ, không phân biệt tuổi tác già hay trẻ. Thị khác có một quá trình lịch sử phát triển lâu dài. Thời Hùng Vương thuộc đất Tây Âu của Thục Phán, thời Bắc thuộc Châu Cam Đường, quận Giao Chỉ, thời Lý thuộc Châu Đăng, đời Trần thuộc Lỗ Quy Hóa, từ thời nhà Lê đến thời Pháp chiếm đóng thuộc Động Ngọc Uyển, Châu Thủy Vĩ, Phủ Quy Hóa. Năm 1907, tỉnh Lào Cai thành lập là một châu của Lào Cai. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bắc Hà vẫn là một huyện của tỉnh Lào Cai gồm 4 tổng: Bắc Hà, Lùng Phình, Simacai, Bảo Nhai. Bắc Hà được tách là thành 2 huyện, Bắc Hà và Simacai thuộc tỉnh Lào Cai từ năm 1967 đến năm 1976 và thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn đến năm 1979. Từ năm 1979 đến 1991, Bắc Hà và Simacai sát nhập lấy tên là Bắc Hà, một huyện của tỉnh Hoàng Liên Sơn. Từ tháng 10 năm 1991 đến tháng 10 năm 2000, Bắc Hà là một huyện thuộc tỉnh Lào Cai. Hiện nay Bắc Hà có 20 xã và một thị trấn thuộc vùng cao nguyên đá vôi và gồm nhiều dãy núi với những thung lũng đẹp. Đất nông nghiệp rất ít, chủ yếu là đất lâm nghiệp, sông suối và có khí hậu á nhiệt đới nên Bắc Hà có điều kiện thuận lợi phát triển các loại cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả như mận tam hoa, mơ, lê, nhãn. Mận Bắc Hà thì rất nổi tiếng ở Việt Nam từ những năm 70, nhất là trong công cuộc đổi mới trở lại. Bắc Hà đã phát triển diện tích lớn trồng cây ăn quả ổn đới, nhất là mận tam hoa. Năm 2000, khi chưa tách huyện Simacai, tháng 9 năm 2000, toàn huyện Bắc Hà đã có diện tích trồng mận tam hoa 1950 ha, một năm chiếm 90% sản lượng mơ mận của toàn tỉnh và trở thành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Cùng với đặc trưng về kinh tế, Bắc Hà còn nhiều trang sử đấu tranh oanh liệt chống giặc ngoại xâm tiềm ẩn trong các di tích còn tồn tại đến ngày nay như thành cổ Trung Đô ở xã Bảo Nhai do chúa Bầu Vũ Văn Uyên cùng con cháu xây dựng những thập kỷ 30 đầu thế kỷ thứ 19 để bảo vệ vùng căn cứ sông chảy là hậu cứ chống nhà Mạc Bảo. Đầu thế kỷ thứ 16 để bảo vệ vùng căn cứ sông chảy là hậu cứ chống nhà Mạc Bảo vệ biên cương. Căn cứ thủ lĩnh Giàng Trần Mìn và Giàng Trần Hùng ở
Lao Đình Phàm, Tà Trải, Trung Đô đánh Tam Giặc Hán, Tờ Vàng cùng bọn tướng Phỉ, Sần, Dìn, Pao khi chúng đem quân đánh chiếm Bắc Hà tháng 4 năm 1872, đánh bại âm mưu xâm chiếm Bắc Hà của bọn thực dân Pháp năm 1886, phối hợp với các quân cờ đen phục kích ở dốc Trung Đô đánh tan một đại đội lính Pháp khi chúng tấn công lên Bắc Hà. Năm 1891, căn cứ Triệu Tiến Tiên ở Bản Cái, Nghĩa Đô tiến về Trúc Lâu, Châu Lục Viện Yên, Châu Lục Yên, làm cứ điểm chỉ huy phong trào kháng Pháp ở hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái đã từng được phong làm quốc vương. Ông đã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và tổ chức cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp tháng 10 năm 1914. Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ Hoàng Nga Tường ở thị trấn được xây dựng năm 1914 và hoàn thành năm 1921. Tuy đã trải qua 80 năm tồn tại cùng thời gian bao phủ lớp rêu phong cổ kính, nhưng vẫn đứng uy nghi nổi bật giữa khu dân cư đông đúc, phố xá tấp nập. Dinh Hoàng Nga Tường là một di sản văn hóa góp phần tìm hiểu kiến trúc, lịch sử xã hội vùng dân tộc miền núi phong kiến Việt Nam và đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Bên cạnh các di tích lịch sử văn hóa, Bắc Hà còn nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú như núi Cô Tiên, không chỉ có nước bên vườn xuân xin chào nhé, có đẹp hoa, cảnh hoa quan không? Môi trường mà còn chứa đựng nhiều truyền thuyết dân gian. Hang Tiên ở Bảo Nhai với nhiều thắng cảnh đẹp cũng kỳ vĩ, có rừng nguyên sinh, có những núi đá muôn hình vạn trạng, những chú voi, đại bàng, bồn tắm thiên nhiên, những hang lớn như mê cung huyền ảo, những rào lũy đá, những con tháp cổ to nhỏ, những đảo nắng đầy hoa thơm cỏ lạ, những truyền thuyết về miếu Ba Cô có huyền ý thần linh thiêng liêng. Cùng với mận Tam Hoa Bắc Hà có rượu ngô bản phố trong vắt và thơm ngon, có chợ văn hóa nơi gặp gỡ của biết bao nhiêu tình duyên đôi lứa thấp thỏm đợi chờ biện dị, đợi đến ngày phiên chợ phiên. Nơi đây bán đủ thứ các loại hoa thơm cỏ ngọt, trang phục thổ cẩm các dân tộc Dao, Mông và nhiều loại hình hoa văn rực rỡ, có văn hóa ẩm thực các món ăn cố nghi ngút rượu nồng cùng với phở chứa đầy hương vị của núi rừng, có các lễ hội lồng tồng cầu mưa, điệu nhảy xòe biển chuyển của người Tây, Đà Trải, Na Hối là bốn văn hóa đặc sắc góp phần trong đời sống tinh thần của các đồng bào các dân tộc Bắc Hà, dân tộc anh em cùng chung sống trong đó, trong nhất là người Hơ Mông và người Dao, người Tày rồi đến người Nùng, khai thác mạnh về kinh tế văn hóa của địa phương. Những năm Bắc Hà đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông dân, nông lâm tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và được thu được nhiều thành quả tích cực. Tốc độ phát triển kinh tế và thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, số hộ nghèo đói ngày càng giảm. Thời gian tới Bắc Hà tiếp tục phấn đấu đi lên,